bánh kẹo nữa. Con đang làm gì ở đây vậy? Con không bao giờ được đụng đồ của người lớn khi chưa được phép. Bị phạt. Chưa? Xin lỗi mà. Được rồi, bị phạt. Máy tính của mình. Con đã làm gì vậy? Con không được đụng vào máy tính của ba mẹ. Con đã nghe chưa? Bị phạt. Nữa rồi. Ôi trời ơi, con không được cầm lái đâu đó, nghe chưa? Không được. Bị phạt hả? Đúng. Lại nữa rồi. Mình đã lớn rồi nha. Mình có thể làm xe lách cho ba. Mình cần có dao. Nestia, con không được. Con nít không được cầm dao đâu. Con nghe rõ chưa? Không được. Con muốn nấu gì nói cho ba mà. Con gái, nhìn xem ba có gì cho con nè.